giờ tiểu cô không biết là người đó như thế nào, nhưng mà tiểu cô nói là có đi Nam đi Bắc đi gì đó, đi khất thực gì đó, thì phải có long thần hộ pháp che chở và hộ trì từng bước đi. Đó là người đi khất thực hoặc là đi viện đầu đà gì đó, có long tôn hộ pháp hộ trợ, không cần phải đánh tiếng, cũng chẳng cần lên tiếng mới là đi theo viện đầu đà. Còn nói về vấn đề mà ông học ở đâu, ông làm cái gì, ông giác ngộ để hôm nay ông ôm cái bình bát, ông đi tới đi lui để cho bao người đi theo ông, đó là hiện tượng của giả. Giả trong tất cả giả. Mà làm vậy, giả như vậy thì làm tổn hại cho nhân dân và Phật tử về vấn đề đạo pháp. Đạo pháp đó là gì? Nhân cách đạo đức là đứng đầu, thân tâm khẩu ý cũng đứng đầu. Thì cái trào lưu mà đi, đi tới đi lùi cho bao người chạy theo, đó là trào lưu thực tế bây giờ, để truyền thông cho bao nhiêu người biết tôi đi chỗ này, tôi đi chỗ kia, vân vân. Đó là giả, không phải thật. Còn thật á, thì đi có long tôn hộ pháp độ trì, không cần lên tiếng, không cần phải tôi từ đây tới, từ đâu tới, vân vân. Đó mới là người đi theo đầu đà, hoặc là thay long tôn hộ pháp đặng đi. Đó là duyên phận. Còn cái này là không phải duyên phận. Cô trả lời, cô mít lòng hay không thì cô xin trả lời, cô không ngại mít lòng. A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng nha. Thưa em, hổng dài thì chị cũng có coi trên mạng về thầy Thích Minh Tuệ đi đâu, chị cũng theo dõi hết. Nhưng mà chị Tư, cô Tư cũng thấy là có một số sư cô theo thầy rồi phát cái gì đó. Nên có một cái anh chàng YouTuber và một cái vị Phật tử đó mới hỏi mấy cô sư cô đó, mục đích của mấy cô theo thầy Thích Minh Tuệ để làm gì. Thì có cô sư cô đó đứng lên để trả lời là bà cũng bắt chước là xưng con như Thích Minh Tuệ, mà bà nói là tụi con đi theo thầy Thích Minh Tuệ, tụi con không có nhận đồ vật chi hết, chỉ thấy thầy Thích Minh Tuệ đang nổi tiếng nên tụi con theo. Để cho cộng đồng mạng người ta biết tụi con. Mà mấy cô đó thì xưng là đạo là nhân quả gì đó. Thưa quý vị, bây giờ đạo này nó nổi lên nữa rồi quý vị ơi, đạo nhân quả nổi lên nữa đó quý vị. Nhưng mà khi tôi học đạo đó thì tôi chỉ nghe là Đức Phật Thích Ca ngày xưa, hai Đức Huỳnh giáo chủ là cho biết là lực nhân quả thì có, chứ đạo nhân quả thì hồi đó giờ chưa bao giờ nghe. Chỉ bây giờ mới nghe mấy cô sư cô này xưng là đạo nhân quả. Thưa quý vị, khi mà Đức Phật ngày xưa hay là Đức Huỳnh giáo chủ bảo luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí có ngày thông thà. Nay đuốc huệ từ bi đã gọi, vào thâm tâm những kẻ gian phi, hãy tu thân chừa thói vô nghì, của phi nghĩa làm chi xong chuyện. Chứ không có đạo nhân quả, mà chỉ có lực nhân quả mà thôi. Bây giờ họ chế ra nhiều đạo quá, không biết đường đâu mà gờ. Nên quý vị hãy nhận nghiệm xét hai đường tà chánh. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng, đời hạ quân mạc tặng này, theo tôi nghe ông Thánh ông nói chỉ có ba ngôi ra mặt thôi. Một là đạo Phật, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Thống Nhất là chỉ có một thôi. Hai là Thiên Chúa giáo, ba là Cao Đài giáo. Mà ngày xưa cái ông Cao Đài đó, ông có bốn câu kệ, xin tạm đọc quý vị nghe. Minh Sơn đạo thờ kỳ mã kiếp, thức tỉnh đời cho kịp long qua. Mới cao cả càng khôn nắm chủ quyền, Đài Sơn hiệp tác để khai thiên. Chủ quyền đây là bên đạo chứ không phải bên quân sự nghe quý vị, nghe cho kỹ nghe. Đài Sơn hiệp tác để khai thiên, giáo minh chân lý mau quay lại, chủ yếu tu hành tác Phật tiên. Thưa quý vị, ở đất nước Việt Nam chúng ta là có 16 đạo mà được có tư cách pháp nhân được nhà nước thừa nhận. Còn đạo nào mà không có được nhà nước thừa nhận thì quý vị hãy
xem cho kỹ nha, hãy nghiệm xét hai đường tà chánh nha. Tại vì Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là bây giờ tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Nó chọn nơi nào đạo chánh phượng thờ thì mới được thân sau cao quý. Mấy bà này, mấy bà xưng là mấy bà không nhận tài vật. Có một cái anh đó, anh hỏi: ủa sao cô nói cô không nhận tài vật mà trong mình cô laptop có nè, điện thoại hàng sang có nè? Thì bà nói là Phật tử cúng cho bà. Rồi quý vị thấy lấp liếm không? Nếu không nhận thì không nhận hết, chứ sao không nhận tiền mà nhận laptop? Bị laptop nó tới mấy chục triệu luôn, tiền thì mệnh giá có vài trăm ngàn à. Nó thành thử ra quý vị thấy không? Rồi thêm hai vị nữa mặc đồ trắng đi vô cầm máy quay cả cái chỗ thầy Thích Minh Tệ. Nói thêm về chỗ bà sư cô này, tối á, thì bà đợi cho sư Thích Minh Tệ nghỉ, rồi mấy vị mà theo phò Thích Minh Tệ đó thì bà quay. Nhưng mà bà đi ngủ á, thì bà đi khách sạn bà ngủ. Nó rồi có hai vị mặc đồ trắng đến thì móc máy quay ra quay, mà người ta quay lại thì cấm không cho. Nói ai mà đưa tôi lên mạng là tôi thua. Ủa sao mà vô đó quay người ta làm chi, người ta quay lại không cho. Rồi bị công an đuổi, cộng đồng mạng mới xua đuổi. Anh lại anh trình với công an cũng phát tay kêu anh đi ra. Hai anh đó đi ra thì bước lên chiếc xe màu đỏ, tự xưng là mình ở Vũng Tàu tới. Thưa quý vị, Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là trời mở cửa quỷ dương xuống thế, nên ta mới ra tay cứu tế kẻo chúng sanh bệnh khổ quá chừng. Nó, nhưng mà quý vị hãy nhận định thấu đáo lên, đạo nào mà có tư cách pháp nhân được nhà nước thừa nhận thì đạo đó là đạo chánh. Còn nếu không có được nhà nước mà thừa nhận thì tự xưng á, thì xẹp thôi, không có làm được gì thầy Thích Minh Tệ đâu. Tại vì ngài đã có sứ mạng rồi. Mặc dầu ngài đi không có giảng pháp, nhưng mà ngài đã hành pháp. Cái người mà nói pháp không bằng người nghe pháp, mà người nghe pháp lại không bằng người hiểu pháp, mà người hiểu pháp không bằng người giữ pháp. Thành thử ra mình phải nhận thiệt thấu đáo. Tại vì ngài Thích Minh Tệ, ngài đã có sứ mạng để đi theo hạnh đầu đà của Đức Phật ngày xưa, nên ngài ai hỏi thì ngài xưng con, ngài trả lời thôi, chứ ngài không nói pháp. Nhưng mà ngài đã hành pháp rồi quý vị, nên thế giới này người ta mới kính ngưỡng ngài. Có một anh chàng ở nước ngoài về, rồi lợi tỉnh sư Minh Tệ, rồi ngài cho một cái nồi cơm điện, mà ngài đó đem về bên nước của ngài thì để vô cái viện bảo tàng. Quý vị thấy không, ai làm được chuyện này? Chỉ có bậc thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi ta nào dám than gian. Thấy đời mê chưa gõ Phật đàn, nên tỏ ý khắp nơi đặng biết. Bây giờ á, mình á, là quý vị bây giờ cộng đồng mạng quý vị đã sáng suốt dữ lắm rồi, không có ai lừa quý vị được nữa đâu. Dầu cho họ đó, dầu ai tài phép bài phê ham linh ham nghiệm thì sợ em mang nghèo thôi, mà lựa cho phải cột phải kèo phải dây phải dế mà theo kẻo lầm. Rồi ngọc kia ẩn dạng khó tầm, chọn nơi chân chánh mới khỏi lâm khổ hình, phải không quý vị? Nên quý vị muốn đắc mình mà muốn đắc quả, muốn thành chánh quả, trước nhất phải nuôi cha giữ mẹ cho tròn. Quý vị mà có hiếu với cha mẹ là quý vị đã đoạt 50%, cộng với quý vị niệm Phật nữa thì quý vị là người phước huệ song tu, đồng chân bị ngạn. Thưa quý vị, hổng dài thì người ta báo là chùa am gực gỡ chớ lầm là nơi danh lợi vực thầm thế gian. Bây giờ họ ế lắm rồi, họ không có còn thu nhập được nhiều nữa, thì bây giờ họ bài ra cái đạo khác để họ kiếm cách, tìm cách để mà dụ nữa. Nhưng mà dụ không được đâu. Bây giờ quý vị, người ta thông minh trí tuệ rồi, dụ không được đâu. Tại vì có ông Thích Minh Tệ nào ổng ra đời, ổng đã truyền pháp rồi, thành thử ra khó ăn lắm quý vị. Thưa quý vị hãy trở về nội tâm đi. Quý vị ngồi ngay gia đình của mình đi, lúc nào cũng phải có Phật. Mình ngồi ở đâu là tâm mình chủ ở đó. Ngày xưa tôi xin đọc lại cái quyển kinh mà phụ mẫu ăn trọng kinh của Đức Phật Thích Ca cho quý vị nghe nha. Một thật